Và kính thưa quý vị, bây giờ sẽ là một màn biểu diễn vô cùng đặc biệt. Chúng ta hãy cùng tưởng tượng đang có mặt tại một cuộc thi sắc đẹp dành cho thiếu nhi. Và sau đây sẽ là phần trình diễn trang phục quốc gia của các thiếu nhi châu Á. Let's imagine we're in a mini beauty queen contest. And this collection is very special because it's gonna be national costume. Một tràng pháo tay cho trang phục của Scotland. National costume from Scotland. Chào đón Miss Việt Nam. National costume from Vietnam. Vẫn là Miss Việt Nam. Với lợi thế trước chủ nhà, chúng ta tiếp tục gặp Miss Việt Nam. Chào đón Miss Thailand. National costume from Thailand. Nami FSO Chào đón Miss Thượng Hải. The next national costume is from Shanghai. Cùng nhau chào đón Miss Ai Cập. Please welcome the national costume from Egypt. Chào đón Miss Indonesia. Welcome the costume from Indonesia.
chúng ta cùng nhau chờ đón Miss Trung Quốc. National costume from China. Quay trở lại với Miss Vietnam. Another national costume from Vietnam. Chà mây Nai Viso Việt Nam. Chúng ta cùng nhau đến với Miss Australia. Welcome, Miss Australia. Elizabeth, 9 years old, Australia. Và bây giờ là sự xuất hiện của Miss Đài Loan. Một lần nữa, Miss Vietnam. Another national costume from Vietnam. Ngọc Anh, Chế Chi Sâu, Việt Nam. Bây giờ là sự xuất hiện của Miss Mông Cổ. It is the appearance from Miss Mongolia. Cùng quay trở lại với Úc Đại Lợi. Edward, 11 years old, Australia. Aussie, Aussie, Aussie. Oi, oi, oi. Và bây giờ là Miss Hợp Trung Quốc, Hoa Kỳ. Miss America in her national costume. Cùng nhau quay trở lại với Miss Thailand. Very impressive national costume from Thailand. Và bây giờ là sự xuất hiện của Miss Campuchia. And here's the national costume from Cambodia.
cùng nhau chào đón Miss Singapore. Let's welcome Miss Singapore with her national costume. Kính thưa quý vị, bây giờ sẽ là sự xuất hiện của Miss Pháp. Ladies and gentlemen, Miss France. Và bây giờ là đại diện của Việt Nam. Mr. Vietnam with his national costume. Gia Bảo, Samiso, Việt Nam. Một đại diện tiếp theo của Việt Nam. The traditional LGI from Vietnam. Bây giờ là Miss Tây Ban Nha. Please welcome on stage Miss Spain. Ananda, 10 years old, Spain. Cùng nhau chào đón Miss Hàn Quốc. Please welcome Miss South Korea. Sorry, 9 years old, Korea. Tiếp tục, xin mời quay trở lại với Vietnam. Let's come back to a national costume from Vietnam. Cùng chào đón Miss Ấn Độ. Please welcome the national costume from Miss India. Và bây giờ là Miss Mexico. Welcome the national costume of Miss Mexico. Sara, 10 years old, Mexico. Quay trở lại với Việt Nam. National costume from Vietnam. Và bây giờ là Miss Đức. Miss Germany. Sophie, 9 years old, Germany. Và
với lợi thế nước chủ nhà một lần nữa, Việt Nam. Mr. from Vietnam. Chúng ta cùng chào đón Miss Philippines. Let's come to the national costume from Miss Philippines. Ricky Nagasaka, 13, Philippines. Và bây giờ là sự xuất hiện của Miss Nhật Bản.
The appearance of the national costume from Japan. Cùng nhau chào đón Miss Brazil. Please take a look at the national costume from Brazil. Aloha, 10 years old, Brazil. Chúng ta cùng nhau chào đón Miss Malaysia. Let's welcome Miss Malaysia. Và bây giờ là Miss Anh Quốc. The national costume from England. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhìn ngắm lại những trang phục quốc gia của Liên hoan thiếu nhi tại Asian Kids Fashion Week 2020. Please take another look once again at the collection of national costume all around the world. Và kính thưa quý vị, đây là màn kết thúc của đêm đầu tiên của Asian Kids Fashion Week 2020. Ladies and gentlemen, this is the end of the very first night of Asian Kids Fashion Week 2020. Quý vị thân mến, màn kết thúc này sẽ mở ra đêm mai, đêm dành cho sự kết hợp của các trang phục quốc tế sẽ xuất hiện cùng với Asian Kids Fashion Week. Xin quý vị cùng quay trở lại với chúng tôi tại nơi đây, tại White Palace, để cùng đến với đêm thứ hai của Asian Kids Fashion Week 2020. And remember to come back here, White Palace, for the second show of Asian Kids Fashion Week 2020. Còn bây giờ, xin được phép thay mặt cho tất cả anh chị em nghệ sĩ và đặc biệt là các siêu mẫu nhí của chúng tôi trên sân khấu này. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại đêm mai. On behalf of the organizations and all the young models, thank you very much and see you again.